Ngọc Trinh gợi cảm quá mức ở sự kiện đông người. Phần trên trang phục bị soi nhiều nhất, tối 29 tháng 12, có mặt tại sự kiện của nhà thiết kế Đỗ Long. Người đẹp Ngọc Trinh diện trang phục vô cùng gợi cảm và cuốn hút ánh nhìn. Mọi sự chú ý nhanh chóng đổ dồn về Ngọc Trinh và trang phục cô mặc trên người, nhất là nửa trên của trang phục. Đáng chú ý, trong một vài khoảnh khắc, người đẹp Ngọc Trinh phải dùng tay đỡ lấy phần vải che vòng một. Nhiều người cho rằng Ngọc Trinh gợi cảm quá mức ở sự kiện đông người. Tuy nhiên nhiều người khác lại cho rằng đây là phong cách bấy lâu nay của cô và đây là một sự kiện thời trang, trang phục của Ngọc Trinh không có gì quá phản cảm. Còn bạn nghĩ sao về bộ trang phục cũng như lần xuất hiện mới nhất của Ngọc Trinh?